Cặp đôi nức tiếng pháo test lộ bằng chứng cương vỡ lại lành, cộng đồng mạng chế giễu xoay nhau chăm chóng. Khoảng một tuần trước, cặp đôi được cho là ngầm chia tay khiến nhiều fan tiếc nuối. Tuy nhiên mới đây phía sau nữ lại có động thái bất thường, nghi vấn nối lại tình xưa gây xôn xao cộng đồng mạng. Cặp đôi pháo test từng vướng đồn đoán rạn nứt tình cảm xuất phát từ tuyên bố tôi độc thân của nữ rapper tại một sân khấu âm nhạc, ngầm khẳng định bản thân đã chia tay với bạn trai sau 3 năm hẹn hò. Cụ thể trên Instagram, pháo bất ngờ nhận được câu hỏi từ fan chị đang độc thân ạ. Trước thắc mắc này, chủ nhân hit kìa bóng dáng ai, không trả lời trực tiếp mà chia sẻ lại đoạn clip giao lưu với khán giả. Pháo đang độc thân và tất cả những ai đang độc thân ở đây hãy che hết mình đêm nay nhé. Cho đến tối 24 tháng 7 vừa qua, pháo bất ngờ đăng tải hình ảnh của Tess trong phòng thu, cố gắng tên Tess vào bài đăng và không nói gì thêm. Trước hành động này của nữ rapper, cư dân mạng ngay lập tức đặt nghi vấn cặp đôi cương vỡ lại lành sau những ồn ào trước đó. Theo mạch cảm xúc, nhiều netizen bày tỏ sự phấn khích trước bài đăng của pháo, để lại bình luận với lời nhắn gửi mong muốn cả hai duy trì mối quan hệ tốt đẹp và con tim đã vui trở lại từ vườn quá cơ. Bên cạnh đó, nhiều người cũng chế giễu cặp đôi thích làm trò, xôi khán giả như châm chống khi mới tuyên bố độc thân nên lại đăng đàn công khai thân thiết. Pháo và Tess là hai cái tên không còn quá xa lạ với khán giả, đặc biệt là những người yêu thích dòng nhạc rap. Trước khi pháo tuyên bố chuyện độc thân, cả hai cũng từng có nhiều bài viết ẩn ý chuyện tình tan vỡ sau nhiều năm bên nhau. Giữa tháng 6 năm nay, Tess cũng khiến cho netizen hoang mang với dòng caption: "Đi sang trái thì em không phải là quan nữa rồi." Trước đó vài ngày, pháo cũng cập nhật trạng thái để ẩn ý: "Em đẹp nhất khi không cạnh ai và nhanh chóng xóa đi." Thông tin cặp đôi rapper Gen Z rạn nứt tình cảm khiến cho cộng đồng mạng không khỏi tiếc nuối. Pháo Tess chính thức công khai hẹn hò từ năm 2020. Thời điểm đó, pháo tham gia King of Rap. Còn Tess là thí sinh của Rap Việt mùa 1, họ cũng là cặp đôi có khoảng thời gian yêu nhau lâu nhất của các chương trình vừa rap. Trời ơi, tiếc quá, yêu được 3 năm rồi mà lại chia tay. Mê nhất hai bạn này trong giới rap, giờ mỗi người một ngã chẳng biết phải làm sao. Yêu đến một lúc nào đó sẽ cảm thấy không hợp nữa, thôi thì chúc pháo sớm tìm được hạnh phúc mới. Thời mới yêu nhau cũng êm đềm, giờ chia tay cũng nhẹ nhàng quá. Tuy nhiên với động thái mới đây nhất của rapper pháo, hy vọng rằng cặp đôi sẽ bỏ qua những hiểu lầm và tiếp tục đồng hành cùng nhau. Pháo là rapper trẻ đa tài, cô nàng đã bắt đầu theo đuổi con đường âm nhạc từ lúc 16 tuổi. Ngoài thời gian dành cho việc học, pháo còn tham gia các lớp dạy thanh nhạc và tự sáng tác trong một nhóm rap tại Việt Nam. Dù quyền nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả từ khi trình bày ca khúc 2 phút hơn cộng với Marshall lọt top trending YouTube. Thực tế bài hát này đã được tung ra từ tháng 12 năm 2019 nhưng chưa được nhiều người biết tới, cho đến khi đoạn clip 3 thanh niên người Trung Quốc nhảy điệu múa quạt trên nền nhạc của ca khúc này thì 2 phút hơn mới được đón nhận tình cảm hơn. Nội dung của bài hát kể về hai người yêu nhau nên mượn rượu để tỏ tình. Đây không phải là chủ đề mới bởi trước đó đã có những tác phẩm trở thành hit lớn như Túy Âm, Ceci, Marshall, Nhật Nguyễn, Mượn rượu tỏ tình, Be Daddy, Emily. Không những chủ đề giống mà giai điệu ngọt ngào, giọng hát mang màu sắc ma mị cũng có phần tương tự với Túy Âm. Chia sẻ về vấn đề này, pháo cho biết bản chất concept đã giống nhau rồi nên việc hai bài có một số điểm tương đồng cũng không có gì là lạ. Tôi nghĩ việc này khá là bình thường. Tháng 8 2020, pháo tham gia chương trình King of Rap và mang đến màn thể hiện vô cùng ấn tượng với bài rap Sợ Quá Cơ. Nữ rapper đã nhận được nhiều lời khen từ cả 4 vị huấn luyện viên về cách gieo vần sáng tạo có chất riêng qua từng câu từ trong bài nhạc. Sau tập phát sóng, pháo đã trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất lúc này. Hiện tại ngoài hoạt động tại nhóm rapper trẻ, pháo còn tham gia biểu diễn tại các sân khấu lớn và chụp hình quảng cáo.